Rồi bây giờ sư sẽ trả lời một số cái câu câu hỏi trực tiếp ở đây. Mai mối có phải là lễ hằng thuận trong chùa không thưa sư? Không biết quý vị có đọc thấy được cái này không ha? Đây, phóng to đây. Đây, mai mối có phải là làm lễ hằng thuận trong chùa hay không? Thì xin thưa là không phải. Hai cái khác nhau. Mai mối nó có nghĩa là giới thiệu người nam này với người nữ kia, giới thiệu người nữ này với người nam kia, giới thiệu người này với người kia. Đó có anh này ảnh tốt lắm, ảnh đẹp lắm, rồi ảnh giỏi giang, ảnh này nọ đó, rồi cô này cô cũng dễ thương vân vân và vân vân. Thì khi đó mới gọi là mai mối. Có nghĩa là để cho hai người không biết nhau đến biết với nhau, hoặc để cho hai người đến làm vợ làm chồng với nhau, thì cái đó là mai mối. Còn cái lễ hằng thuận á, gọi tắt là hằng thuận chúng sanh ha, gọi là hằng thuận chúng sanh, thì có nghĩa là làm chư tăng khi đó chỉ làm chứng minh thôi. Có nghĩa là chứng minh là cái hai con người này là từ giờ trở đi là họ sẽ làm vợ làm chồng, có là chứng minh là từ giờ trở đi họ sẽ làm vợ làm chồng với nhau chứ không. Và sau đó là chư tăng thuyết pháp để biết được cái nghĩa làm cái nghĩa vụ của người vợ và người chồng là như thế nào đó. Và sau đó là chư tăng chúc phúc. Cho nên là hai cái này là khác nhau chứ không có giống nhau ha.